ơi. Này, mọi người xem khung bệ. À, rất đẹp luôn, xong rồi bắt đầu bọn em quay riêng mọi người xem. Anh chị nào mà thích đỏ nhưng phải to á thì yêu luôn đàn này nhá. Đầu tiên. Ôi, chị mũi đốt nhiều thế nhỉ? Đấy. Thúy mà ra đây quay tầm sát. Đây để em sẽ quay video. Cái đầu tiên đỏ. Riêng cho mọi người nhá. Đây là một bạn cái này, con này là đậu bã trầu mọi người nhé. Nghịch đen xì này. Đấy. Rồi ok. Nghịch lắm. Máy của Thúy đâu nhỉ? Tao mày lấy máy của Thúy này quay riêng luôn. Có tay này này. Quay ở đấy mọi người nhìn thấy Thúy. Tự nhiên nó cứ nháy nháy cái gì ấy. Thì... pin. Cái này là yếu pin đúng không? Ừ. Vẫn đang quay được đúng không? Vâng, vẫn đang quay được nhưng mà lúc nãy em cứ thấy nó nháy nháy. Hay là sao?